I'm not there yet and I don't even know what is there. Đấy là cái điều mà mình nghe thấy rất là nhiều, đó là cảm thấy mình vẫn chưa đạt đến đó, nhưng mình vẫn không hiểu rằng đạt đến đó là đâu, là cái gì. Không hiểu và không biết rằng mình sẽ đi đâu về đâu. Tất nhiên là cái quá trình tìm hiểu, quá trình đọc, học và chữa lành cho bản thân và rồi đi vào những cái cách thức, phương pháp, con đường chữa lành này thì nó đều có tác dụng, đó là giúp cho chúng ta bắt đầu cảm thấy bình an hơn, vui vẻ hơn, tích cực hơn giữa cuộc đời này. Và nó đều là cần thiết. Tuy nhiên sẽ đến một lúc mà những người đi tìm chân lý đích thực sẽ cần phải nhìn nhận lại cái mục tiêu và động cơ của chính mình. Như trong video hôm trước chúng ta đã phân tích, vì sao chúng ta đi tìm kiếm, vì sao chúng ta tìm kiếm hạnh phúc bình an trong những thứ từ vật chất đến tinh thần, đến tâm linh, là bởi vì chúng ta chưa cảm thấy được bình an hạnh phúc đủ đầy, vì thế chúng ta đi tìm. Và vì sao chúng ta lại không cảm thấy bình an hạnh phúc đủ đầy? Bởi vì chúng ta cảm thấy quằn quại, đau đớn, buồn khổ, sầu não, thất vọng, bất an, không hài lòng, không thoải mái, không dễ chịu trong lòng mình. Và lý do mà chúng ta cảm thấy không bình an, không thoải mái là gì? Đây là câu hỏi mà chúng ta bỏ dở trong video lần trước. Thế và các câu hỏi đó dẫn tới một cái điểm mà mình gọi là điểm xuất phát của người đi tìm chân lý, của hành trình đi tìm chân lý. Đó là bắt đầu hiểu ra và chiêm nghiệm bốn chân lý mà Đức Phật đã nói đến, trong tiếng Việt gọi là tứ diệu đế và trong tiếng Anh là The Four Noble Truths. Chúng ta đã nói đến chân lý đầu tiên trong video trước đây, đó là có một sự khổ đau, có một sự quằn quại day dứt, có một cái sự không hài lòng, không bình an, không thoải mái, không thỏa mãn, không dễ chịu. Tức là chúng ta cần nhận thức được vấn đề. Mục đích của con đường mà chúng ta đang đi, những gì mà chúng ta đang tìm kiếm không phải là để tìm hạnh phúc bình an ở đâu đó, mà là để không còn dằn vặt, không còn khó chịu, không còn buồn đau, không còn thất vọng, không còn bất mãn ở trong chính nội tâm của mình. Và đây chính là mục tiêu mà Đức Phật đưa ra những lời dạy, đưa ra những cách thức, đưa ra chỉ dẫn cho những người đi tìm chân lý, đi tìm cách thức để vượt qua đau khổ trong cuộc đời này, để tìm thấy bình an, hạnh phúc, lâu dài, bền vững và nhận ra chân lý, sự thật của sự hiện hữu của tất cả mọi sự vật, sự việc và hiện tượng trong cuộc đời này. Chân lý này không nói đến việc đó là tôi đang cảm thấy rất là bất mãn, đau khổ, quằn quại, không bình an, không hạnh phúc, mà là there is suffering. Chúng ta bị chìm đắm vào cái suy nghĩ rằng là cuộc đời mình thực sự rất là không may, mình rất là đau khổ, mình gặp nhiều rủi ro, mình gặp nhiều điều không vui, rồi mình bị người khác nói xấu, gièm pha, mình bị hại, mình cảm thấy kiểu gì nó vẫn chưa được như ý. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được điều này, điều kia. Chân lý mà Đức Phật dạy không có chữ mình ở đây, mà chỉ là sự nhận biết rằng có một cái sự quằn quại, có một cái sự day dứt, có những cái cảm giác không bình an, không hài lòng, không thỏa mãn mà mình đang cảm nhận được này. Và khi mà chúng ta chưa nhận thức được vấn đề ở đây là gì? Là có một cái sự bất an, không hài lòng, không như ý, không thoải mái, không dễ chịu trong tâm mình. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta có một cái tổn thương, chúng ta là một nạn nhân, rồi chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh môi trường không như ý muốn, nên bây giờ mình phải thay đổi nó, mình đi tìm một cái điều gì đó bên ngoài. Đó có thể là tiền bạc, có thể là người yêu, có thể là nhà cửa, xe cộ, chức danh, rồi một công việc mới, vân vân. Nhưng mãi mãi nó không bao giờ khỏa lấp được cái cảm giác không hài lòng, không đủ đầy, không như ý này. Bởi vì nó xuất phát từ những nguyên nhân ẩn sâu, những niềm tin giới hạn ẩn sâu và những hiểu biết sai lệch. Và vì vậy Đức Phật dạy chân lý thứ hai, đó là nguyên nhân của đau khổ hay nguyên nhân của những cảm giác bất mãn, khó chịu, quằn quại, không thoải mái, không như ý này cần phải được hiểu thấu. Nó có nguyên nhân gốc rễ của nó. Và nếu chúng ta không đào xuống để mà lật cái nguyên nhân gốc rễ đấy lên, để mà giải quyết cái nguyên nhân gốc rễ đó, thì chúng ta mãi mãi chỉ đi tìm bên ngoài và không bao giờ đạt được
cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn và tìm kiếm đó là bình an, hạnh phúc nội tại. Vậy thì chân lý thứ hai này Đức Phật dạy điều gì? Chân lý thứ hai này nói rằng nguyên nhân của những đau khổ quằn quại, hay chỉ đơn giản là những căng thẳng khó chịu, sự không hài lòng, không viên mãn, không như ý trong cuộc đời này, đến từ bám chấp. Bám chấp vào hai thứ. Đó là bám chấp vào những gì mà mình tin là thật, tin là tốt, là nên, là đúng, là cần. Đây là những niềm tin giới hạn, hay chúng ta gọi là lập trình tâm trí. Và lập trình tâm trí này đến từ việc đó là từ bé đến lớn, chúng ta được gia đình, xã hội dạy cho rằng là nó phải như thế, phải như thế này mới là đúng, là tốt, là nên. Và mình cần phải có cái này, cái kia mới được hạnh phúc, bình an. Mình tin là thật luôn. Và qua những cái trải nghiệm của cá nhân nữa, mình cảm nhận được những cái cảm giác đau đớn, những cảm giác dễ chịu, thích thú, sung sướng. Và rồi mình cũng bắt đầu gắn nhãn cho những cái sự việc, những cái hoàn cảnh con người rằng là cái này nó sẽ làm cho mình đau khổ quằn quại, cái này nó sẽ làm cho mình sung sướng, thoải mái, dễ chịu. Và vì thế mình tin vào cái cảm nhận rất là giới hạn của mình, những trải nghiệm rất là giới hạn đó. Và như vậy, cái bám chấp thứ nhất đó là những niềm tin giới hạn, những niềm tin sai lệch về như thế nào là đúng, là tốt, là nên, là cần. Và mình cứ kỳ vọng rằng cuộc đời này, những con người này, những sự vật hiện tượng này nó phải khớp vào những gì mình tin là đúng, là nên, là cần đó, thì mình sẽ được bình an, thoải mái, hạnh phúc. Và vì thế mình cứ ra sức kỳ vọng, ra sức kiểm soát, ra sức nhào nặn thế giới và những con người và những mối quan hệ này sao cho nó đúng với cái ý mà mình nghĩ rằng nó phải như vậy, với là tốt, là đúng, là nên và có thể đem lại hạnh phúc, bình an cho mình. Cái bám chấp thứ hai đó là cái bám chấp vào sự tồn tại, biệt lập, cố định, vững chãi, bền vững của cái tôi cá nhân và của những hình tướng, những định danh, những tên gọi của vật thể, của sự vật hiện tượng trong thế giới này mà chúng ta tưởng rằng chúng hiện hữu như vậy. Về cái khía cạnh này, chúng ta có thể xem lại một video mà mình đã phân tích về bản chất của thế giới, bản chất của thực tại hay bản chất của sự vật, sự việc, để hiểu rõ hơn là vì sao chúng ta đang hiểu sai về bản chất của sự hiện hữu, vì sao chúng ta bám chấp vào cái tôi, vào hình tướng, vào những gì mà chúng ta tưởng là nó tồn tại như vậy, tưởng là nó rất là bền vững, hữu hình và vững chãi trong cuộc đời này. Đức Phật chỉ ra cái nguyên nhân của đau khổ là như thế. Thực ra khi mà mình đọc và mình nghe những phân tích trước đây về bốn cái chân lý này thì mình không có hiểu rõ lắm. Bởi vì khi mà chúng ta đọc và chúng ta nghe, thường thì những cái tài liệu, những cái bài giảng nó rất là dài và chúng ta gần như không có khả năng đọc, nghe, quán chiếu một cách xuyên suốt, sâu chuỗi để mà nhìn thấy bức tranh tổng thể và biết được rằng đâu là trọng tâm, đâu là vấn đề chính và quan trọng. Mà chúng ta đọc được một phần nào đó, một đoạn đầu nào đó, chúng ta nghĩ rằng là cái đó, nó là như vậy. Và mình tưởng rằng đấy là tất cả những gì mà trong cái bài giảng hay trong những cái sách đó. Và thành ra cái nhận thức của mình nó chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Thì sau này khi mà mình chiêm nghiệm, ngộ ra trong quá trình thiền và trong những trải nghiệm mà mình được trải qua trên hành trình tìm kiếm chân lý, và sau đó mình quay trở lại, đọc lại, nghiên cứu lại rất nhiều những cuốn sách và đọc một cách liền mạch, xuyên suốt và nhìn một bức tranh tổng thể hơn và soi vào những trải nghiệm của chính mình, thì mình nhận ra được cái nguyên nhân mà Đức Phật nói đến. Nó đơn giản, gói gọn trong hai chữ bám chấp hay attachment. Và bám chấp cái gì? Nói tóm lại có hai nhóm đối tượng mà chúng ta bám chấp. Đó là bám chấp vào niềm tin sai lệch trong chính mình này, hay tâm trí bị lập trình này. Và thứ hai đó là bám chấp vào cái tôi cá nhân và sự hiện hữu một cách vững chãi, bền lâu, cố định của mọi sự vật hiện tượng. Mà thực ra bản chất nó không phải như thế. Và cái chân lý thứ ba là gì? Chúng ta có thể đạt được tới bình an trọn vẹn, an yên nội tại hay giác ngộ hoàn toàn. Bởi vì khi chúng ta thực sự nhận rõ được vấn đề tại sao chúng ta không bình an, không hạnh phúc, không an yên, không thoải mái, không tỉnh thức, chúng ta biết được nguyên nhân ẩn sâu
và chúng ta nhận rõ được bản chất của vấn đề, thì chúng ta có thể gỡ bỏ được những nguyên nhân gây ra những khó chịu, những đau khổ quằn quại, những sự bất an, bất mãn trong cuộc đời để đạt tới trạng thái bình yên, hạnh phúc, an yên trọn vẹn và nhận ra bản chất, sự thật và chân lý của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này. Và đó là chân lý thứ ba mà Đức Phật nói đến. Và trong cái chân lý thứ ba này, chúng ta cũng có thể đọc được rất là nhiều những cái phân tích. Và cơ bản thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta nhận biết được rõ về bản chất của sự vật sự việc hiện tượng và tính chất vô thường, vô chủ, vô ngã, thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu nhận thức lại về thế giới. Và trong từng sự việc, hoàn cảnh, chúng ta bắt đầu soi chiếu, nhìn rõ được những hiểu nhầm, những nhận thức sai lệch và nguyên nhân sâu xa gây ra những cái cảm giác khó chịu, bất an, quằn quại, dằn vặt, không thoải mái, không như ý trong từng sự vật hiện tượng, trong từng cái khó chịu, những ám ảnh, những mong cầu, những cảm giác sân hận trong chính mình, trong từng ngày trong đời sống này. Và thực ra thì cái việc giải thoát, hiểu ra chân lý nó không phải chỉ một lần là xong, mà nó giúp cho chúng ta có thể áp vào từng sự việc, từng trải nghiệm, từng tương tác trong cuộc đời. Đó là nhận ra được động cơ tại sao chúng ta lại cảm thấy như thế, tại sao chúng ta lại muốn làm cái điều đó, tại sao chúng ta lại muốn đạt được điều này, điều kia, muốn kiểm soát cuộc đời và mọi người. Nguyên nhân ẩn sâu là gì? Bám chấp vào cái gì? Và khi nhận ra được nguyên nhân đó, chúng ta cũng cần tỉnh táo để biết rằng mình có thể vượt qua được cảm giác này, cảm giác khó chịu, bất an, dằn vặt, không như ý, không thoải mái, không hạnh phúc trong cuộc đời, trong từng sự việc. Thế và chân lý thứ tư là gì? Đó là cách thức để có thể gỡ bỏ, đảo ngược cái quá trình này để đạt tới trạng thái bình an, hạnh phúc trọn vẹn, hay sự tỉnh thức, an yên nội tại, hay giác ngộ hoàn toàn. Và những cách thức này, nói tóm lại, có 8 điều mà chúng ta cần phải thực hành song song và đồng bộ trong hành trình của kiếp người. Và 8 điều này trong đạo Phật gọi là bát chánh đạo. Con đường bát chánh đạo hay con đường có 8 làn đường mà chúng ta cần phải đi một lúc 8 làn, hay là thực hiện song song một lúc 8 cái việc này. Đó là nhận thức và góc nhìn đúng, mong muốn, ý định hay định hướng đúng, lời nói, hành động, lối sống đúng, nỗ lực, chánh niệm và sự tập trung đúng. Right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Thì trong video tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào từng khía cạnh của con đường bát chánh đạo này, hay là 8 khía cạnh mà chúng ta cần rèn luyện song song đồng thời trong mọi phút giây, mọi trải nghiệm của cuộc đời khi chúng ta bắt đầu đi trên con đường tu tập chân chính, hay con đường tiến tới an yên nội tại, tỉnh thức và giác ngộ hoàn toàn.